Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 người trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E là không đủ cho chúng em và các chị. Các chị hãy ra hàng mà mua thì hơn. Nhưng khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Câu kết luận trong tin mừng hôm nay thường được đưa ra như là một lời cảnh báo có tính nghiêm trọng và thường làm cho con người chúng ta sợ hãi trước sự xuất hiện bất ngờ của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Thật ra Thánh Matthêu không nói cái ngày mà Chúa xuất hiện, cái ngày con người được gặp Chúa là cái ngày con người kết thúc cuộc đời. Và cái lời cảnh báo, hay đúng hơn là lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy tỉnh thức, lại là một tin mừng đối với chúng ta. Đôi khi thì giáo huấn tin mừng này được đặt ở trong những chương cuối cùng của tin mừng Matthêu, mà người ta nói về giáo huấn của Ngài cánh chung, tức là hiểu Ngài cánh chung như là Ngài tận thế, Ngài kết thúc của trần gian, Ngài kết thúc của đời người. Và vì thế cái lời cảnh báo như là một lời Đức Giêsu Ngài đe dọa, và cũng rất nhiều cái khuynh hướng ngày nay giải thích theo hướng đó. Chẳng hạn như chúng ta đã cảnh báo lần trước về nhóm gọi là sứ điệp từ trời, hay giáo huấn từ các sách sự thật luôn lợi dụng tất cả những cái cách hiểu sai lầm này để giải thích và đem lại cái sự sợ hãi trước lời đe dọa. Thật sự ra không phải thế. Bởi vì điều Đức Giêsu Ngài cảnh tỉnh chúng ta là để chúng ta có được niềm vui khi gặp gỡ Ngài. Quả thật, cái câu mà Đức Giêsu đưa ra hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào, giờ nào, cái sự bất ngờ nó không làm cho chúng ta hụt hẫng, cái sự bất ngờ nó không làm cho chúng ta lo âu, mà trái lại, cái sự bất ngờ đó lại là một sự bất ngờ cần thiết
để cho chúng ta luôn luôn tìm thấy cái niềm vui. Vì ngay từ đầu các cô trinh nữ, cả 10 cô trinh nữ trong tin mừng, trong dụ ngôn hôm nay đều được mời đi đón chàng rể. Họ không phải là một người tình cờ đi trên đường hay là phơi bày đời mình ra trước những mối đe dọa của trần gian. Không, họ lên đường là để gặp được cái niềm vui là khi chàng rể đến. Cho nên cái bữa dạ tiệc của niềm vui của ngày hôn lễ đó, họ đã được thân mời một cách hết sức trang trọng. Cả 10 cô đều cầm đèn đi đón chàng rể, tham dự vào cuộc vui của ngày hôn lễ giữa Thiên Chúa với con người. Cho nên cái mục tiêu đời người Kitô hữu, đời người môn đệ của Đức Kitô đều có một mục tiêu rất rõ ràng và xác định. Đó chính là niềm vui được gặp gỡ Đức Kitô. Cho nên chính vì thế mà chúng ta sẽ thấy các cô được mời không phân biệt tuổi tác, không phân biệt ngoại hình, không phân biệt là khờ dại hay khôn ngoan, tất cả đều được mời. Tất cả chúng ta cũng vậy. Dù chúng ta là ai thì Chúa vẫn mời chúng ta đến với Ngài và chung hưởng niềm vui với Ngài. Thì cái niềm vui có được hay không, bình an có được hay không, là do cái cách mà chúng ta đi đến niềm vui đó. Ở đây chúng ta thấy tất cả 10 cô trinh nữ đều đã được cung cấp đầy đủ tất cả những gì họ cần. Đèn có, dầu có, lửa có. Thế nhưng mà ở đây cái cách mà họ chuẩn bị cho đời sống của mình để đi đón chàng rể, họ đã không chuẩn bị đầy đủ dầu cho một cái chặng đường đi dài, một cái chặng đường qua đêm. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái bóng đêm và giấc ngủ. Thật sự ra bóng đêm và giấc ngủ không phải xảy ra ngoài ý mong muốn. Một ngày thì cũng có buổi sáng, cũng có ban đêm. Và giấc ngủ là chuyện rất thường tình của con người. Ai trong chúng ta mất ngủ mới là điều bất bình thường. Cho nên khi mà có giấc ngủ đến với cuộc đời của người, cũng như bóng đêm chụp xuống trên cuộc đời của con người, đó là điều vẫn thường xảy ra. Ngay cả chúng ta có kể rằng những cái trận lũ quét hay những cơn bão tố đi qua miền Trung vừa rồi đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là bóng đêm hay là giấc ngủ cho con người. Cái vấn đề là ngay cả trong những giấc ngủ đó, ngay cả trong bóng đêm đó, chúng ta vẫn luôn có một tâm hồn thức tỉnh với Đức Kitô. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải giấc ngủ quyết định cuộc đời hay bóng đêm quyết định cuộc đời chúng ta. Thế thì cái bóng đêm nó quyến rũ chúng ta và dễ làm cho chúng ta thiếu tỉnh thức. Bóng đêm đó có thể là những cái bóng đêm không chỉ là dục vọng hay tội lỗi, mà cả cái bóng đêm hấp dẫn đầy quyến rũ của những giàu sang, của những hư danh. Giấc ngủ đó cũng có thể là những giấc ngủ đã lôi kéo chúng ta ra khỏi cái mục tiêu đời sống của chúng ta, lãng quên tất cả những niềm vui mà chúng ta đã được mời gọi đến. Giấc ngủ đó nó làm cho chúng ta lãng quên rằng chúng ta đang đi đón Đức Kitô, và mục tiêu đời sống môn đệ là để được gặp Đức Kitô khi Ngài xuất hiện. Nên chính vì đó mà chúng ta mới thấy cái giấc ngủ nó mới trở thành mối đe dọa. Nhưng bình thường khi chúng ta vẫn luôn luôn có được cái niềm xác tín về cái mục tiêu cuộc đời và con đường chúng ta đang đi, đâu mới là niềm vui mà chúng ta tìm kiếm, đâu mới là niềm vui mà chúng ta cần đến khi gặp Đức Kitô. Cho nên giấc ngủ và bóng đêm nó chỉ là mối đe dọa khi nó làm cho chúng ta đánh mất cái mục tiêu đời sống này.
Bởi vì chúng ta thấy cái bóng đêm thì chúng ta có thể hành sự theo ý của mình, một sự chọn lựa theo mình muốn. Và vì thế khi chúng ta ngủ quên là chúng ta lạc xa cái mục tiêu tìm kiếm niềm vui nơi chỗ khác hơn là Đức Kitô. Và đó chính là lúc mà chúng ta bị mất cảnh giác và bóng đêm giấc ngủ trở thành mối đe dọa cho chúng ta. Vì thế ở trong bài tin mừng hôm nay, cái niềm vui nó phát xuất từ chỗ nào? Đó là lúc mà các trinh nữ trỗi dậy và họ sẵn sàng cùng chàng rể đi vào tiệc cưới. Cái câu này quan trọng nhất ở trong bài tin mừng hôm nay, bởi vì nó đặt ra cho chúng ta là trong cuộc đời chúng ta đang đi đón Đức Kitô, chúng ta có được đồng hành với Ngài trong cuộc sống hay không? Đồng hành với Đức Kitô, đi cùng với Đức Kitô vào trong tiệc cưới, vào trong một sự hiệp thông, một giao kết với Đức Kitô vì Ngài là chàng rể. Và vì thế mà ở đây khi muốn đồng hành với Đức Kitô thì cái điều quan trọng mà chúng ta cần có lại là chất dầu. Đèn vẫn có, lửa vẫn có, nhưng không có dầu thì cái đèn không còn gọi là đèn dầu. Cũng như Kitô hữu, không có Đức Kitô, không còn đi với Đức Kitô, không còn đồng hành với Đức Kitô thì không còn là Kitô hữu. Môn đệ Đức Kitô cũng vậy. Khi đó là môn đệ của Đức Kitô nhưng trong đời sống không còn Đức Kitô thì không gọi là môn đệ của Đức Kitô. Cho nên cái chất dầu đó giúp chúng ta luôn có Đức Giêsu ở với mình, chính là niềm tin của chúng ta, tất cả niềm cậy trông của chúng ta đặt nơi Ngài và lòng mến của chúng ta dành cho Ngài. Và vì thế mà khi chúng ta đồng hành với Đức Kitô là luôn tìm thấy Ngài trong cuộc sống của chúng ta, và cái chất dầu đó nó trở nên hữu ích để giúp cho chúng ta nhận ra Ngài, và nhất là để cho Ngài nhận ra chúng ta. Quả thật cái câu mà nếu mà nói đáng đe dọa, đáng phải cho chúng ta lo âu trong bài tin mừng này lại là cái câu nói: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Một đời chúng ta sống với Đức Kitô, chúng ta nói là đời Kitô hữu, nhưng Đức Kitô lại không nhận ra chúng ta. Chúng ta không trở thành quen thuộc với Ngài, và Ngài cũng không quen thuộc với chúng ta. Vì thế mà cái chất dầu để giúp cho chính chúng ta tìm gặp Đức Kitô và để cho Ngài biết chúng ta, nhận ra chúng ta. Thế thì chất dầu đó nó diễn tả như thế nào một cách cụ thể trong đời sống? Trong ban đêm thì cái chất dầu đó nó có thể do cho chúng ta cái ánh sáng để chúng ta nhận ra cái con đường chúng ta đi. Và vì thế bóng đêm dù có quyến rũ chúng ta trong từng công ăn việc làm, trong từng cái sinh hoạt của đời sống gia đình hay của bản thân, đêm đen đó nó không làm cho chúng ta lầm lẫn, chúng ta không phân biệt phải trái. Một cách cụ thể, khi ở trong đời sống gia đình của chúng ta, chuyện xung đột, xung khắc với nhau là chuyện bình thường. Nó cũng như bóng đêm đi qua cuộc đời của con người, thì những bóng đêm nó cũng phủ qua đôi khi trong cuộc sống gia đình. Thế nếu chúng ta có cái chất dầu thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được Đức Kitô và cư xử như Đức Kitô bằng tình thương của Đức Kitô trong đời sống. Cho nên cái vấn đề không phải là bóng đêm mà vì chúng ta không có dầu. Cũng vậy, trong công ăn việc làm, chắc chắn cái bóng đêm của trần gian nó vẫn luôn quyến rũ chúng ta. Đó là những cái giàu sang, đó là những cái danh dự mà chúng ta ai cũng muốn có. Và chính vì thế nó sẽ là cái bóng đêm và làm cho chúng ta đi vào trong cái giấc ngủ của những mê hoặc đó. Nên khi chúng ta chọn lựa thì chúng ta hành xử như thế nào, chúng ta làm cái việc đó, nói những lời như thế, thì nó có là điều chính đáng, đó là lẽ phải,
hay nó phát xuất từ tấm lòng chân thành, tấm lòng thiện hảo của chúng ta. Thường ở đây chúng ta sẽ thấy cái bóng đêm nó dễ dàng cho chúng ta hay nói hay hành xử một cách bất lương thiện. Chúng ta không có để cho sự lương thiện của Đức Kitô hướng dẫn chúng ta, soi sáng cho chúng ta, mà để cho cái bóng đêm trần gian lôi kéo chúng ta, quyến rũ chúng ta, hấp dẫn chúng ta chọn lựa một cách sai lạc. Cho nên cái tấm lòng ngay thẳng, một cái tấm lòng thiện hảo, muốn điều tốt cho người khác. Ai cũng muốn điều tốt cho mình, nhưng ít khi muốn điều tốt cho người khác. Ai cũng muốn mình được yêu thương, nhưng ít khi chúng ta lại muốn yêu thương người khác. Thế thì dầu của chúng ta ở đâu? Và vì thế cái ngọn đèn đức tin và lòng mến đối với Đức Kitô nó không thắp sáng ở trong cuộc đời của chúng ta. Và đó chính là dấu chỉ chúng ta không cùng đi với Đức Kitô. Và trong bài tin mừng hôm nay nói, những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới. Và vì thế chúng ta lỡ hẹn gặp Đức Kitô. Và vì chúng ta ở trong bóng đêm mà lại không có dầu để thắp đèn, Đức Kitô không nhận ra chúng ta. Ta không biết các người. Đó là điều đáng tiếc cho chúng ta. Vì thế mà trong cuộc sống hàng ngày, không phải là cái cánh chung đâu, mà là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta vẫn luôn đi. Và nếu chúng ta giữ được cái chất dầu, giữ được cái niềm tin, giữ được cái tình yêu vào Đức Kitô, chúng ta vẫn luôn luôn có thể gặp Ngài, và Ngài vẫn luôn nhận ra chúng ta. Và đó chính là tin mừng cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta đi ở trong những cái bóng đêm, hay chúng ta có nguy cơ lúc nào cũng có thể nhắm mắt ngủ quên, thì Đức Kitô Ngài vẫn đến với chúng ta. Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội được gặp Ngài. Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn thức tỉnh niềm tin, luôn thức tỉnh lòng mến của chúng ta một cách cụ thể trong đời sống, để nhờ đó mà niềm hạnh phúc và niềm vui trong đời sống gia đình của chúng ta không bị đe dọa bởi bóng đêm, mà trái lại luôn luôn chúng ta có Chúa là ánh sáng cho chúng ta. Tình thương Ngài chiếu sáng con tim của chúng ta, tình thương Ngài chiếu sáng cái bước đường của chúng ta đi. Nhờ đó mà chúng ta luôn luôn có cơ hội gặp Chúa và luôn luôn được đồng hành với Ngài ở trong đời sống mình. Amen.